chào anh em đã trở lại với channel của mình và đẹp Noha đây. Và 41 phút trước trên hồ dưới của Honkai Stereo có một thông báo bảo trì cập nhật phiên bản 1.5. Và cập nhật của phiên bản 1.5 sẽ là vào ngày 15 tháng 11 năm 2023. Và dự kiến sẽ khoảng, khoảng 5 tiếng đồng hồ. Về chiếc đền bù thì chúng ta sẽ có được ba trang ánh sao đền bù cho những nhà khai phá có cấp khai phá lớn hơn hoặc bằng 4. Tiếp theo là những yêu cầu thiết bị thì chúng ta sẽ bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tổng quan sự kiện phiên bản 1.5 kỳ 1. Sự kiện đầu tiên chúng ta sẽ có là khai phá tiếp diễn hồ trai chí dị là luôn tạo hóa vỡ tan làm lạc mất tạo vật tối dương trong đó sau vương nhận lệnh hàng yêu trừ ma và bạn sẽ phải cùng phán quan chạy qua chiến kỳ ngộ này điều kiện để mở là anh em phải hoàn thành nhiệm vụ khai phá senzu anh an vong linh đưa tiễn người trời cao thứ hai sẽ là điểm danh món quà phiêu lưu cho thời gian sự kiện thì anh em sẽ được nhận 10 vé rải rác trong vòng 7 ngày Điều kiện mở sự kiện sẽ là mở khóa ký sự du hành. Bước nhảy sầu, Uso Bano Ho Ho ở phiên bản 1.5 cho thời gian sự kiện sẽ tăng tỷ lệ thành công bước chạy như vật nào sau giới hạn hoa hua -ho, chủ phú phong và nhiều bốn sao danhen hen allen và silver tiếp theo là banner nó sáng của hoa -ho, tên là bước nhảy định hình năm tháng Sự kiện thứ năm sẽ là sự kiện hồ trai chí dị. Tham gia sự kiện có thể nhận đoan 4 sao. Hai tòa đây, cùng mệnh chủ phú, hình là điện thoại chủ đề khu vườn tinh hỏa. Thời gian của sự kiện này sẽ là sau khi cập nhật phiên bản 1.5 vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2023. tham gia sự kiện trong thời gian sự kiện tổng cộng có thể nhận bùi nhựa tự tạo chứa cho vận mệnh gọi sao với số lượng là 2320 vé tinh cầu ít một anh xem bút sao hai tới đây hình là điện thoại chủ đề khu vườn tinh hỏa và các thượng khác sau khi kết thúc sự kiện hẹn giờ hồ trai chí gì sẽ được đưa vào ghi chép thường ngày nhà khai phá hãy đến và tiếp tục trải nghiệm cách chơi vĩnh viễn nhưng những phần thưởng của sự hẹn giờ sẽ không nhận được, bao gồm 1.200 ngõ sao, nó sáng chủ phú hai tôi ở đây, cũng như bụi nhựa và dấu chân vận mệnh. Vì vậy nước vỡ sẽ là phụ kiện được rơi ít 2 vào ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Cái khác là gói quà hất ta thỏa thuận với ba gói quà được cập nhật ở trong phiên bản 1.5 này. Tiếp tục cuối cùng sẽ là 8 là một thứ 8 là vinh dự vô danh với nó ánh sáng cuối cùng sẽ là vinh dự vô danh với hai avatar mới của Jin Liu và Zhang Jun tiếp theo là sự kiện Honkai Star Rail PlayStation 5 đột phá một triệu người dùng tiếp theo là sự kiện có thưởng là một sự kiện mà tất cả anh em tham gia đều có thể dừng nhận hai cho ảnh sao ngoài ra khi bình luận thì cuối cùng sẽ là sự kiện không cái star Station. cuối cùng sẽ là sự kiện không cái star station cuối cùng sẽ là sự kiện không cái star playstation 5 thuộc một triệu người dùng. Với phần thưởng là 200 ngọn ánh sao cho toàn server và tất cả anh em tham gia đều sẽ được nhận con số ngọn ánh sao này. Để tham gia thì anh em sẽ là sẽ phải có một tài khoản với cấp khai phá lớn hơn bằng 4 và đăng ký trước 12 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023. Phần thưởng sẽ được trao cho nhà khai phá ở tất cả các server. Thời gian bắt được đầu và em bắt đầu được nhận ngõ ánh xa sẽ lời bắt đầu từ 12 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023. Chi tiết của sự kiện bình luận sẽ là cho sự kiện chia sẻ một cái ảnh chụp in game của anh em và thằng kèm lời chúc trong bài viết này được xem là tham gia thành công. Và sự kiện sẽ là 10 tháng 11 năm 2023 đến 24 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu làm sự kiện này luôn. Đó chính là mình đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh trong in-game và với một lời chúc của game là chúc game ngày càng phát triển và ra nhiều sự kiện hơn nhé. Sau đó anh em ấn gửi. Vậy là anh em đã tham gia thành công sự kiện này. Mỗi khi số tầng bình luận có hiệu lực có điều kiện nhất định sẽ mở khóa và hưởng tương ứng với bao móc và tổng cộng là 180 ngọc ánh sao mình cho anh em tham gia bình luận và hai trăm ảnh xa này thì anh em đều sẽ nhận được hết và đó là video về những thông tin mới lề của Honkai Star Rail trong tuần này cảm ơn anh em đã xem hết video mình đã lo đây nếu anh em thấy hay thì có thể để lại cho mình một like và một lượt subscribe gặp lại anh em ở những video tiếp theo